Hai lúa chào cả nhà nha. Hiện tại thì cái miếng đất của hai lúa ở đây lên xong hoàn chỉnh hết rồi. Lên mô rồi lên vàng ống rồi xong hết cả nhà. Để chuẩn bị trồng sầu riêng. Hai lúa cũng đã tứ nước, hổm gà cũng nửa tháng rồi. Nhưng mà hiện tại toàn bộ nước phèn không cả nhà. Nửa tháng mà trong đó tứ chừng khoảng 7-8 ngày à. Do là không có nước cả nhà. Bữa nào thì có nước vô thì lúa mới tứ được, còn không có nước vô thì không có tứ được. Nó phèn nhấp cho. Vì người ta có khi người ta cho vô được ngày, còn mấy ngày lại còn lại thì người ta bí hết trơn. Không có cho nước vô, không có nước để tưới cho nha. Cho nên lúa đang chuẩn bị dự kiến là kéo cái đường ống từ trong nhà ra tới ngoài này luôn cả nhà. Khoảng 200 mấy mét. Không gì điện là kéo 250 rồi. Nếu kéo lại đầu kia chắc khoảng 220-230 vậy cả nhà. Giờ đi vô mua ống với mua mùa tưa. Cái này thì để đây chừng nữa để bơm nước ra cả nhà. Mua thêm cái nữa bơm nước dẫn vô trong này luôn để tưới. Mình dẫn được cái đường nước riêng thì sẽ tưới, muốn tưới về nào tưới cả nhà. Còn giờ xài chung cái lúc tưới được lúc không cả nhà. Nếu mà cây mới trồng mà không có nước mà tưới nước phèn thì không được cả nhà. Ở trong đây là hai lúa mới vừa trở về mấy cái co nè với mua tưa. Đó là cái mua tưa nhỏ để bơm nước xài cả nhà. Đặt ngang qua lộ để kéo nước nước sông trực tiếp kéo ngoài luôn. Đây kéo ngoài khoảng 200 mét, 200 mấy. Đặt cái ống cho nó vô đây cái nha, cho nó lọt qua bển. Hiện tại giờ sẽ lấy cái ống này ra rồi vùi một cái lỗ khác để đút cái ống này qua một bên. Để đặt ống bự vô đây cái nha. Không biết lọt không, nó bị hơi méo miếng rồi. Giờ bắt đầu dọn mấy cái cây ở đây cả nhà để chuẩn bị lấy nước bơm sôi nó qua bển. Đặt lòn xuống túc dưới sông đó luôn.
We'll be right back.
Thank you.
mới lố được khúc ra tới đó cả nhà. Lên đây nấu thêm cây nữa đã, hãy kéo ra nữa.